Trong một show diễn thời trang, hình ảnh nàng mơ đứng ngang hàng với Hoàng Thùy trên sân khấu đã gây ra tranh cãi kịch liệt. Từ một TikToker nhiều ồn ào, giờ đây lại có thể đứng ngang vị trí với siêu mẫu đình đám khiến nhiều người bức xúc. Mới đây trên mạng xã hội TikTok, những clip ghi lại khoảnh khắc nàng mơ, tên thật Lê Minh Trà My, sinh năm 2006 diễn tại show thời trang Người Gốm Kể Chuyện tại Tam Đảo vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Show diễn này quy tụ những gương mặt hoa hậu siêu mẫu đình đám như Đỗ Thị Hà, Hoàng Thùy. Nàng mơ được MC giới thiệu là model, người mẫu trình diễn trong chương trình. Trước đó, nàng mơ từng tham gia một số sự kiện thời trang, mẫu ảnh, mẫu thời trang, tham gia công việc kinh doanh của gia đình, livestream bán hàng trên trang cá nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thơ xuất hiện với vai trò là một model. Clip cảnh catwalk của nàng mơ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội bất ngờ gây tranh cãi kịch liệt về hai lý do. Thứ nhất, tại sao nàng mơ lại được mời biểu diễn với vai trò model, người mẫu trong một show diễn thời trang lớn, dù trước đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Thứ hai, vì sao mơ lại đứng ngang hàng diễn chung với siêu mẫu Hoàng Thùy? Đây có phải là hành động cào bằng đối với tay ngang và người chuyên nghiệp? Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều về các bước catwalk của cô nàng này, yếu chưa chuyên nghiệp và gương mặt hợp làm mẫu ảnh hơn là người mẫu. Tuy nhiên, cô lại được diễn ở vị trí front face, đứng chung khung hình với nhiều người mẫu tên tuổi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ nàng mơ cho rằng việc cô xuất hiện ở một show thời trang lớn là một bước tiến đáng ghi nhận. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ cho rằng việc nàng mơ chỉ mới 18 tuổi và lần đầu tiên xuất hiện trong một show lớn đã là điều đáng khích lệ. Việc cô chưa hoàn hảo trong màn catwalk là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với nhan sắc và vóc dáng tiềm năng, nàng mơ vẫn nhận được nhiều lời khuyên tích cực. Khán giả ủng hộ cô khuyến khích nàng mơ học thêm về catwalk và rèn luyện vóc dáng nếu muốn theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Mặc dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, sự kiện này đã thu hút không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Được biết thời gian gần đây, những gương mặt thuộc thế hệ Gen Z như nàng mơ thường xuyên xuất hiện trong các show thời trang lớn để tăng sự thu hút với khán giả trẻ. Việc nàng mơ được chọn diễn ở vị trí quan trọng có thể là một phần trong chiến lược của ban tổ chức để tạo sự chú ý và gây ấn tượng mạnh với công chúng. Hiện tại, nàng mơ chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về tranh cãi này. Cô chỉ đáp lại những lời động viên và tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua vlog cá nhân. Về Hoàng Thùy, ban đầu chân dài xứ Thanh gia nhập làng mốt Việt khi chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cô đi từ con số không tròn chỉnh và cố gắng chạm tay đến ngôi vị cao nhất của một cuộc thi người mẫu. Hoàng Thùy được đích thân Tyra Banks, siêu mẫu da màu đình đám chọn lựa là người chiến thắng chung cuộc. Sau thành tích này, Hoàng Thùy mở rộng cơ hội hoạt động tại ngành công nghiệp thời trang thế giới. Không những vậy, cô bỏ túi thêm nhiều giải thưởng phụ khác xoay quanh công việc người mẫu. Năm 2015, Hoàng Thùy gây chú ý khi được vinh danh tại hạng mục Forbes 30 Under 30, 30 nhân vật trẻ tuổi tiêu biểu nhất. Thời điểm năm 2017-2019 là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Hoàng Thùy. Từ một người mẫu mảnh khảnh, gương mặt góc cạnh, chân dài đột ngột rẽ hướng thi Miss Universe Việt Nam 2017 và đăng qua ngôi vị Á hậu 1. Năm 2019, cô tiếp tục được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe. Hoàng Thùy lọt top 20 chung cuộc, trở thành Á hậu hoàng vũ đầu tiên của lịch sử nhan sắc Việt in top Miss Universe bằng thực lực, không thông qua vé vote. Trở về từ Miss Universe, Hoàng Thùy được giới chuyên môn trao nhiều trọng trách quan trọng, trở thành huấn luyện viên cho loạt chương trình về người mẫu, hoa hậu. Những năm qua, Hoàng Thùy còn trở thành người đào tạo cho loạt người đẹp Việt chinh chiến loạt cuộc thi nhan sắc quốc tế như Miss Earth, Miss Supranational, Miss Eco International.